Bạn bị bạn bè xa lánh, xã hội ruồng bỏ, bạn gái chê bai, gia đình chán nản. Chỉ vì bạn có một cái bé buối, bạn luôn ao ước sẽ có một cái tò buôi như mình. Đừng lo, hãy tới với shopulit.vn. Bạn sẽ không có một chiếc tò buôi hơn, nhưng bạn sẽ hết chán nản khi muốn đích may mắn 20k, 50k. Vòng quay mùa hè, vòng quay bingo và vòng quay 50k. Bạn sẽ yêu đời hơn hay sẽ chìm sâu vào bế tắc? Hãy thử một lần xem sao. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít đây. Và hôm nay thì mình sẽ làm một trận tử chiến với mọi người. Quên tắt mic kìa. Ủa, quên tắt mic à? Vậy. Ô, sao nhìn quên quên nhở? Chưa rồi, hình như mấy bạn này biết mình anh em ạ. Chào các bạn nhá. À, ai đổ Vũ cắt môi. Mới. Ui, nào nói đấy. Vũ cắt môi à? Đâu cắt môi thì sao? Mới. À, thế à? Mày biết đâu? À, sao? Cắt mồi nhá. Ui. Ủa. Mà... À thế à? Ui. Cứu mình bạn ơi. Bạn ơi, cứu mình bạn ơi. Ui giời. Trước luôn. Mình đang tập bắn mà. Mình đang tập bắn rồi bạn ơi. Bắn hay đến đâu hóa ta. Mình đang tập bắn mà. Ui, bạn vợ này bắn kinh thế nhở. Thế mình bắn lên đạn nhiều. Ui, kinh thế. Bắn hay à bạn, nói chuyện trẻ trâu thế. Khen quá. Đạn kinh như con bot. Mình kinh đạn đấy làm sao. Mình đang tập bắn mà. Các bạn đừng khinh mình nhá. Mình đang tập bắn, đang tập chơi đây mà. Tôi thuộc của mình được mục viết và được mồm điêu. Ui. Bắn mấy con bot. Bắn đi bộ. Bắn như con bot. Mình đang chạy đây, bạn không thấy mình chạy à? Đây ai đang chạy này. Đấy. Có phải mình đi bộ đâu, mình đang chạy mà. Bắn không có kỹ năng. Ôi, bạn nhầm luôn. Ê, con đòi đàn chỉ huy con đàn gà kim tồn. Mình bắn không hay nhưng mà mình chỉ huy được, có sao đâu. Mình đẹp trai. Thành viên bạn bắn cũng như con bot đâu, chỉ mỗi bạn bắn như con bot thôi. Ui rồi, thằng này nói chuyện trẻ trâu thế nhở. Chết rồi. Mình nhá, lớn hơn mình nhiều. Bạn bao tuổi rồi? Bạn biết mình bao tuổi không? Mình 2k đấy. Bạn 2k rồi á? Ủa, bạn lớn thế nhở. Mình 2k9 này, em nào. Bạn số mấy 2k9 này? Bạn ơi. Nó trên nhà bạn ơi. Nó trên nhà bạn ơi, mình hết máu rồi. Bạn ơi cho mình tí máu bạn ơi. Úi giời ơi, nó giết mình bạn ơi. Cứu mình bạn. No. Cứu mình, bạn số 1 ơi, bạn trẻ trâu thế. Cứu mình các bạn ơi. Thôi, cứu mình đi. Ui. Bạn đứng là ôi cứu mình bạn ơi, hay quá, cảm ơn bạn. Ôi bạn ơi đừng chôn mình, cứu mình bạn ơi, các bạn ơi cứu mình. Cứu các bạn ơi, đừng cứu mình. Ôi các bạn trẻ trâu thế, các bạn ơi cứu mình. Ôi ôi mình mới 2k11 mà chỉ trâu quá. Ôi ôi, sao các bạn toàn 2k11, 2k9 thế? Cứu mình các bạn. Ui, các bạn đây bỏ mình chết rồi. Ui. Ôi, các bạn trẻ trâu thế, ôi. Chết rồi các bạn ơi, gặp mấy thằng trẻ trâu rồi. Ui, nó còn cắt cổ nữa kìa. Ôi ôi, xong rồi. Các bạn toàn 2k9 à? Bạn số 1 lớp mấy rồi? Mình 2k9 bạn ạ. Lớp mấy? Bạn lớp mấy? Ui ôi chết, ui các bạn không cứu mình thua rồi đấy chưa. Rồi nha, các bạn cứ xem thường mình đi nha. Mình bắn cho các bạn xem. Các bạn hơi bị trẻ trâu rồi đấy, các bạn khinh thường mình lắm rồi đấy. Mình là chủ con đoàn đấy. Chủ con đoàn gà sinh tồn. Ui dồi. Bạn số 4 nói chí phải. Các bạn chơi chung à? Cho mình chơi với được không? Tí nữa cho mình ra mình chơi chung với. Không bạn. Ôi, mình đang tập bắn từ từ vào rồi như các bạn mà. Các bạn cho mình bắn với, kéo mình lên huyền thoại với. Không. Các bạn toàn huyền thoại à? Kéo 500
500 kim cương. Ui. Các bạn đòi cắt cổ mình nhé. Mình làm gì có nhiều tiền đâu. Mình nghèo lắm bạn ơi. Ôi các bạn bắn nào. Úi giời ơi. Tưởng bạn số 4 bắn tên nào. À già như thế thôi à. Ờ được rồi, trận này mình gánh nhá. Ui các bạn bắn kinh thế. Mình còn chưa kịp bắn. Kì, bạn số 4 bắn kinh thế nhỉ. Ui. Mình ui các bạn chửi mình 351 tắc thường. Ôi các bạn nói mình không tự tin để bắn, các bạn đừng chửi mình nữa, mình buồn lắm. Các bạn phải khen mình mới bắn được chứ. Thôi bắn mấy con bot và đi bắn cái hết mẹ. Bắn gì à? Ơ biết ăn sốt không có kỹ năng đòi bắn. Ui sao các bạn sỉ nhục mình thế? Mình có làm gì các bạn đâu, mình vào chơi vui thôi mà. Tại vì bạn bắn bot nhiều quá, bắn ngu bắn bot. Mình ngu. Mình bố đố bạn nhiều. Về mình tập lại nhá. Mình đang tập đây này, các bạn chỉ mình chơi được không? Bạn số 4 bắn hay thế. Bạn nhận mình làm đệ tử được không? Không. Bạn đừng có khinh thường mình. Mình bắn hơi bị kinh đấy. Chả qua mình chưa muốn bắn thôi. Mình xin tặng cho các bạn một câu. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Mình xét sọt hai đứa rồi đấy. Ok bạn nha. Bắn bot đâu, mình bắn các bạn huyền thoại. Mình chả hiểu sao mình mới kim cương mình lại ghép với các bạn huyền thoại vãi đạn. Mà các bạn này còn trẻ trâu nữa. Bắn mấy con bot đòi. Doanh huyền thoại toàn trẻ trâu vậy à? Chết rồi, sao bây giờ doanh tôi thiếu một người ơi, ghép cũng nhiên. À các bạn bắn chung à? Không muốn chơi đâu. Bạn ơi. Đó, bạn thấy chưa? Bạn khinh thường mình vào trận này mình MVP nhá. Bạn nhá, đấy, các bạn thấy gì chưa? Các bạn cứ khinh thường người khác đi, rồi các bạn sẽ không hơn được mình đâu. Các bạn hãy nhìn lại bản thân của các bạn đi nhá. Rồi các bạn hãy nói chuyện với mình. Mình mặc dù mình tập bắn nhưng mà mình bắn cũng từ từ hay lên. Ok chưa? Ở đây nhá, chúng tôi không có từ đạo lý. À thế à? Mình đang luyện đi, mình MVP các bạn thấy à? Mình bắn như thế các bạn còn khinh thường mình à? 7 kill nhá. À đòi lên hạng mà. Bạn thì kinh rồi. Đâu mình kinh nhỏ mà. Sao cần bạn phải khen. Bạn số 4 nói kinh thế nhở. Bạn số 4 bạn vợ gì? Vợ TM à? Bạn vợ mà bạn lại con trai à? Bạn BD à? Ôi ôi. Bạn vợ mà bạn lại con... nick con mất thôi. À nick bạn mất à? Chẳng chơi đâu. Chắc là bạn trẻ trâu quá, người ta hack nick của bạn chứ còn gì nữa. Nó hack nick tôi vì tôi quá trẻ trâu. Ôi giời đấy thấy chưa. Tôi biết ngay mà bạn phải trẻ trâu như thế nó mới hack nick của bạn. Bạn ơi trên nhà bạn ơi. À. Trên nhà có bạn ơi. Hay quá. Ôi. Tôn, mình không đặt keo được. Ui giời. Ôi tưởng các bạn thế nào. Chết rồi, các bạn bắn cũng khác gì mình đâu. Ôi bạn đi mồm vào để mà bắn. Mình cũng bắn với các bạn mà. Các bạn chửi đồng đội thế. Các bạn chửi đồng đội là không tốt đâu ấy nhá. Các bạn bắn thế này, các bạn bắn toàn chửi đồng đội thế này. Chết rồi. Kinh nhỉ. Các bạn bắn hay đấy. Nhưng mà các bạn ui. Các bạn bắn thì hay đấy. Nhưng mà các bạn trẻ trâu lắm. Mình dù mình bắn gà nhưng mình không trẻ trâu như các bạn nhá. Dù các bạn có bắn hay nhưng các bạn trẻ trâu thì các bạn vẫn mãi là trẻ trâu thôi. Mình xin gửi tặng cho các bạn một câu nhá. Đừng bao giờ coi thường người khác. Rồi một ngày mình sẽ bắn hay hơn các bạn thôi. Rồi xin chào thân ái và không gặp lại các bạn vào lần sau nhá. Tạm biệt các bạn. Mình mong là mình sẽ không gặp lại các bạn nữa. Các bạn trẻ trâu quá. Các bạn ơi, mình vừa bắn một trận mà gặp toàn trẻ trâu thôi. Mình không ngờ là trên ranh huyền thoại cũng toàn trẻ trâu các bạn ạ. Thôi chắc lần sau mình không dám đi gọi là solo ghép ngẫu nhiên đâu các bạn ạ. Chúng nó gọi là chửi mình không ra cái thể thống công dãnh gì luôn.
Buồn quá anh em ạ. Thôi lần sau thì mình sẽ không chơi với kiểu này đâu. Chắc lần sau mình sẽ kiếm những người đồng đội, những con đoàn bắn thôi. Ít ra là các bạn ấy không chửi mình như này. Nhục quá các bạn ạ. Thà mình bắn hay thì không sao, mình bắn dở chúng nó chửi mình không tuyệt phát nào anh em ạ. Buồn quá. Mình đội cái mũ này vào chúng còn kêu mình đầu cắt moay nữa. Khổ thân vãi. Ơi nhưng mà dù sao thì cũng xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.